Trong video này, gã Excel xin giới thiệu các bạn 20 năm thủ thuật Pivot Table nâng cao hàng đầu trong Excel. Ở đây các bạn có thể theo dõi lần lượt từng thủ thuật một, hoặc các bạn có thể nhảy đến thủ thuật bất kỳ nào mà các bạn quan tâm bằng cách ở dưới phần mô tả của video sẽ có thời gian cho từng thủ thuật và các bạn chỉ cần tích vào đó. Thủ thuật đầu tiên mình giới thiệu các bạn là sử dụng Table là nguồn dữ liệu cho Pivot. Đây là dữ liệu của mình. Thông thường các bạn sẽ vào Insert, các bạn tích vào Pivot Table. Trong cái phần range phạm vi ở đây thì nó sẽ là từ A1 cho đến F10001. Đây toàn bộ dữ liệu của mình ạ. Trong trường hợp mà chúng ta thêm dữ liệu vào cái hàng 10002 chẳng hạn ấy, thì dữ liệu của Pivot Table nó sẽ không cập nhật. Các bạn lại phải cập nhật cái dữ liệu mới. Đấy, như vậy rất là phiền ạ. Có một cách để các bạn không cần phải cập nhật dữ liệu khi các bạn chèn thêm một hàng mới hoặc nhiều hàng mới bằng cách các bạn sử dụng Table. Đầu tiên các bạn vào thẻ Insert, các bạn tích vào Table ở đây. Hoặc các bạn phím tắt là Ctrl T nhé. Cái table nó mặc định nó sẽ tạo là toàn bộ dữ liệu của mình ở đây là từ A1 đến F10001. Các bạn nhớ là các bạn phải tích chọn cái My Table Hash Header ở đây nhé. Các bạn tích OK. Đấy, sau đó thì cái dữ liệu của mình đây nó hiểu là một table rồi. Các bạn vào thẻ Design này. Bên này nó là Table 1, tức là tên của cái table này. Nó đặt mặc định là Table 1 thì các bạn có thể đổi tên nhé. Mình đặt là gì ạ? Dữ liệu Pivot đi. Dữ liệu Pivot. Các bạn Enter. Bây giờ các bạn vào Insert, các bạn tích vào Pivot Table. Cái phần range ở đây nó mặc định nó là tên của cái table mà mình vừa tạo ở đây rồi ạ. Các bạn tích OK. Đấy, đây là cái sheet mà tạo table. Ví dụ ở đây mình ghi là khu vực đi. Ở đây mình có là doanh thu đi, các bạn kéo vào value. Bây giờ chúng ta vào sheet dữ liệu này, chúng ta thêm một giá trị mới nhé. Đây, dữ liệu của mình tất cả là có 10.001 hàng đây, các bạn. Nhấn chuột phải các bạn copy nhá. Còn các bạn nhấn chuột phải các bạn paste vào đây. Đấy, bây giờ giả sử các bạn cho dữ liệu này rất là lớn lên đi ạ. Ví dụ mình để là bao nhiêu? 999999 đây. Dữ liệu rất là lớn để test nhá. Các bạn sang cái sheet pivot ở đây. Đấy, các bạn nhấn chuột phải, các bạn refresh. Dữ liệu ở đây nó đã được cập nhật đây, giá trị rất là lớn ở đây rồi mà các bạn không phải update dữ liệu ở hàng mới vào đây. OK, sang thủ thuật thứ hai là hiển thị chi tiết giá trị trong Pivot Table. Ở đây giả sử ta có là Bắc Trung Nam, hoặc bây giờ mình đổi bỏ cái khu vực đi, mình sẽ chọn là gì ạ? Mình sẽ chọn là các theo sản phẩm đi. Đấy, bây giờ ví dụ mình muốn chi tiết là cái sản phẩm 2 này thì các bạn tích đúp vào cái ô này. Đấy, nó sẽ hiện ra một cái sheet mới là chi tiết của cái sản phẩm 2 đây, toàn bộ sản phẩm 02 ở đây. Trong trường hợp các bạn mà muốn kiểm tra cái sản phẩm thứ 10 này thì các bạn cũng tích đúp vào đây. Đấy, nó sẽ tạo một cái sheet mới chi tiết cho các bạn nhé. Sang cái thủ thuật thứ ba là xóa dữ liệu nguồn. Xóa dữ liệu nguồn tức là gì? Ở đây cái sheet 1 chính là cái sheet dữ liệu của mình thì các bạn có thể xóa đi này. Các bạn vào nháy chuột phải chọn delete. Thì các bạn xóa đi thì các bạn sẽ tiết kiệm được cái dữ liệu của cái file này, nó sẽ giảm kích cỡ đi và nó sẽ không mất đi ở đây ạ. Ví dụ bây giờ mình bỏ cái sản phẩm mình thay bằng nhóm bán hàng vào đây chẳng hạn thế. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ không mất đi. Nó vẫn là giữ, ví dụ khu vực mình cho lên column ở đây. Đấy, nó sẽ chia thành các khu vực ở đây ạ. Bây giờ giả sử các bạn muốn hiện lại cái phần dữ liệu ấy, thì các bạn làm như sau nhé. Các bạn vào đây này, các bạn chỉ cần đây Grand Total đây này, các bạn nháy vào đây, các bạn vào cái Show Detail. Đấy, đây lại chính là cái dữ liệu ban đầu của mình đây. Tất nhiên các bạn thấy nó sẽ không theo tuần tự là từ 1 nữa. Đây mình có thể sắp xếp vào đây. Đấy, đây chính là cái dữ liệu ban đầu của mình. Vậy thủ thuật thứ tư là thay thế các ô trống. Đây ví dụ các bạn thấy ở đây là những cái ô trống ở đây ạ, thì để thay thế ví dụ mình muốn hiện các cái số 0 ở những cái ô trống này ạ, thì các bạn nháy chuột phải vào đây và ô bất kỳ nhé, các bạn vào Pivot Table Option. Đấy, trong cái thẻ layout format này mình để ý ở đây là for empty cell show này, thì các bạn thay bằng số 0 vào đây, các bạn tích OK. Đấy, tất cả ô trống sẽ được thay thế bằng số 0. Hoặc các bạn muốn thay bằng cái text cũng được, các bạn nháy chuột phải vào Pivot Table Option. Và đây mình ghi là không có dữ liệu. Đấy, mình ghi là không có dữ liệu, các bạn tích OK. Đấy, thì tất cả những ô trống sẽ được thay thế bằng không có dữ liệu ở đây. Thủ thuật thứ 5, hiển thị các mục không có dữ liệu. Ở đây mình có các nhóm bán hàng là từ nhóm 1 đến nhóm 72 ạ. Tức là mình sẽ có 72 cái nhóm bán hàng. Thì trong dữ liệu Pivot ấy, thì miền Bắc ấy, này, chỉ có ở đây là 15 nhóm thôi. Tức là sẽ còn thiếu rất là nhiều nhóm nữa. Thì mình muốn hiển thị các cái nhóm mà từ mà không ở trong khu vực phía Bắc này, nó sẽ hiện ra đây mặc dù giá trị của nó là 0 nhé. Thì các bạn làm như sau nhé. Các bạn nháy chuột phải này, các
các bạn chọn vào gì ạ? Vào file setting này. Thì trong này các bạn vào cái mục layout print. Đấy. Xong các bạn tích vào show item with no data. Và mình ok. Đấy các bạn thấy không? Tức là ví dụ nhóm 1 là ở phía bắc không có thì giá trị ở đây là bằng 0. Đấy. Tương tự các cái nhóm mà không có thì nó sẽ hiện 0 ở đây. Thủ thuật thứ 6, nhóm các trường dữ liệu. Ở đây là mình ví dụ mình có cái thẻ pivot là các sản phẩm. Ở đây mình có là 12 sản phẩm. Giả sử chúng ta cần nhóm từ sản phẩm thứ 1 đến thứ 6 cộng với sản phẩm thứ 9. Các bạn bôi từ 1 đến 6 rồi các bạn giữ control nhá. Thêm sản phẩm thứ 9 nữa các bạn nháy chuột phải này. Các bạn tích vào group. Đấy thì cái sản phẩm từ 1 đến 6 cộng với cái sản phẩm thứ 9 này mình sẽ nhóm vào một group. Các bạn có thể đổi tên ví dụ là nhóm 1 chẳng hạn, nhóm ưu tiên 1. Đấy, các bạn có thể đổi tên là như vậy. Còn lại ví dụ 7 đến 12 chẳng hạn thế nhá. Các nhóm còn lại thì mình sẽ là nhóm ưu tiên 2 thì các bạn bôi đen hết các bạn. Group cho mình nháy chuột phải các bạn group. Đấy, thì nó sẽ mặc định là group 2 thì các bạn đặt là nhóm ưu tiên 2. Ưu tiên 2 chẳng hạn thế. Sang bên này nhá, các bạn chú ý ở đây. Thì các bạn có thể đổi tên ở đây cũng được ạ. Các bạn tích vào đây các bạn vào field setting này, xong các bạn đổi tên ở đây là nhóm ưu tiên 1 đấy chẳng hạn thế. Bên này các bạn cũng làm tương tự, các bạn vào field setting và các bạn đổi là nhóm ưu tiên 2. Đấy ok, như vậy mình có thể nhóm tùy theo cái mục đích của mình ạ. Đấy, các bạn có thể nhóm lại. Thủ thuật thứ 7 là nhóm các số thành từng khoảng. Ở đây giả sử vậy mình bỏ đi. Bây giờ ví dụ mình kéo số thứ tự xuống. Đấy. Bây giờ ví dụ ở đây mình có tất cả là 1.000 thứ tự thì các bạn muốn nhóm, ví dụ mình nhóm là từng 100 cái hạng mục một thành một nhóm nhé, thì các bạn tích vào một ô bất kỳ, các bạn nháy chuột phải, các bạn vào group này. Đấy. Ví dụ start này đến end ở đây là từ 1 đến 1.000, tức là từ đầu đến cuối đấy. Và by là 1.000, đây nó mặc định rồi. Ví dụ mình để là 2.000 chẳng hạn nhé. Đấy, các bạn thấy tất cả nó sẽ được chia thành 5 nhóm. Đấy, từ 1 đến 2.000 là tổng doanh thu từng này, từ 2.001 đến 4.000 là từng này. Thủ thuật thứ 8 là nhóm ngày và các khoảng. Ví dụ mình ở đây có 2 năm là năm 2013 và 2014 nhé. Nó sẽ tự group vào với các bạn muốn ấn group, tức là các bạn bỏ group đi, các bạn ấn Ctrl Z nhé. Đấy, thì nó sẽ là không group nữa, thì nó là các ngày riêng lẻ ở đây. Bây giờ mình có thể group theo ý muốn của mình nhé. Các bạn nháy chuột phải này, các bạn vào group. Đấy, thì nó ở đây, các bạn chú ý ở đây là ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Thì mình có thể group theo ý của mình. Lúc đấy là nó group theo năm, thì ở đây ví dụ mình muốn group theo tháng hoặc là year. Đấy, ví dụ mình là year và month đi. Các bạn tích ok. Đấy, thì nó sẽ tách ra là đây là từng năm và mỗi năm này có 12 tháng. Đấy. Ok, hoặc các bạn nếu các bạn muốn chỉ là tháng không thôi thì các bạn lại group, các bạn bỏ year đi. Đấy, các bạn chỉ để month thôi. Đấy, thì ở đây nó sẽ là 12 month, tức là 12 tháng. Thủ thuật thứ 9 là tự động làm mới dữ liệu khi mở file. Khi mà mình mở file ấy, thì mình không cần prefetch nữa thì dữ liệu vẫn tự động cập nhật cho các bạn nhé. Thì các bạn làm như sau, các bạn nháy chuột phải này. Các bạn vào private option này. Các bạn vào thẻ data. Đấy, xong mình tích vào cái refresh data when opening file. Đấy, tức là khi mà mình mở cái file này lại, tức là mình đóng xong sau đấy mình ngày mai mình dùng mình mở lại thì dữ liệu nó sẽ tự động nó refresh cho mình nhá. Các bạn tích ok. Thủ thuật thứ 10, tự tạo bảng pivot cho từng mục của bộ lọc. Đây giả sử chúng ta ở đây có một cái bảng pivot table như sau. Ở đây là mình có 12 mã sản phẩm và ở đây là mình có bộ lọc theo từng khu vực. Đấy, ví dụ đầu tiên bên mình lọc khu vực phía Bắc. Các bạn tích ok. Đây là giá trị 12 sản phẩm của khu vực phía Bắc. Tương tự mình có thể là lọc theo khu vực phía Nam. Trong trường hợp mình muốn in ba cái khu vực này ra ba sheet khác nhau. Đấy, thì mình làm như sau nhá. Các bạn vào thẻ Alaline này. Các bạn nhớ là các bạn phải tích vào dữ liệu trong cái vùng pivot này nó mới hiện cái thẻ Alaline đấy. Không, các bạn tích vào cái mũi tam giác nhỏ đây này của option. Không, các bạn tích là Show Report Filter Page. Đấy, thì nó sẽ hiện một cái cửa sổ nhỏ là hỏi cho bạn là các bạn sẽ show tất cả cái report này theo khu vực. Các bạn tích ok. Đấy, ví dụ cái sheet 7 này đang là phía Nam rồi thì nó chỉ cần tạo hai cái sheet là miền Trung và miền Bắc thôi. Thủ thuật thứ 11 là cho phép nhiều bộ lọc trên mỗi trường. Đây, ví dụ ở đây các bạn để ý nhá, khi mà cái trường sản phẩm này các bạn tích vào đây này, các bạn thấy nó có hai cái bộ lọc là lọc theo cái label hoặc là theo value. Các bạn chỉ tích được một thôi. Ví dụ ở đây mình lọc là gì ạ? Equal đi.
Ví dụ mình ghi là sản phẩm 01 đi ạ. Đấy. Xong là ở đây, nếu như các bạn lại lọc theo value nữa, ví dụ mình là lớn hơn đi, lớn hơn 1.000 đi ạ. Đấy, các bạn thấy không? Thì nó lại mất cái lọc theo cái nhãn ở đây, label ở đây rồi. Đấy, như vậy là mình chỉ lọc được một trong hai thôi. Thì bây giờ mình muốn lọc là thỏa mãn hai điều kiện, ví dụ là sản phẩm 01 và 02, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cái doanh thu theo cái giá trị nó lại lớn hơn một cái mức nào đấy chẳng hạn thế nhá. Thì các bạn làm như sau nhá. Nháy chuột phải này. Các bạn vào cái pivot table option. Đấy, trong cái tab total and filter đây này. Các bạn sẽ tích vào cái allow multi filter per field này. Đấy. Và các bạn tích ok. Đấy, bây giờ các bạn chú ý nhá, bây giờ mình có thể tích được cả hai cái tùy chọn này đồng thời rồi ạ. Ví dụ value lúc đấy là mình là bao nhiêu? Mình lớn hơn 1.000 rồi. Thì bây giờ mình lọc thêm cái label nữa, between. Ví dụ mình chọn between đi. Sản phẩm là từ 02 cho đến gì ạ? Sản phẩm là 06 đi ạ. Các bạn tích ok. Đấy, nó sẽ ra là 2, 3, 4, 5, 6. Và cái điều kiện này là lớn hơn cái mức vừa xong mình chọn đấy ạ. Đây các bạn tích vào đây các bạn thấy không? Nó sẽ có hai cái tích ở đây. Đấy, tức là nó sẽ thỏa mãn đồng thời hai cái filter mà lúc đấy mình chọn ạ. Thủ thuật thứ 12, sắp xếp các mục theo giá trị tương ứng. Ở đây giả sử ta có là 12 sản phẩm. Nó sẽ sắp xếp theo sản phẩm. Bây giờ mình muốn sắp xếp theo doanh thu chẳng hạn. Thì các bạn làm như sau nhé. Các bạn tích vào cái mũi tên đây. Xong các bạn vào More Sort Option. Đây là menu đó, nó mặc định rồi. Bây giờ ví dụ mình sắp xếp ở đây là theo gì? Ở đây là sản phẩm đây. Ví dụ mình theo giảm dần đi. Đấy, các bạn tích OK. Đấy, thì theo sản phẩm ở đây là ví dụ từ 12 đến 11 ở đây. Đấy là giảm dần. Hoặc ví dụ mình sắp xếp theo cái doanh thu này chẳng hạn nhé. Đấy, thì các bạn vào More Option này. Các bạn More Sort Option ở đây. Ví dụ cái sản phẩm này mà mình xếp theo doanh thu đi, cũng là giảm dần. Các bạn OK. Đấy, thì lúc này nó sẽ sắp xếp theo doanh thu ở đây. Thủ thuật tiếp theo, tạo một thứ tự sắp xếp tùy chỉnh. Ở đây giả sử ta có một cái bảng Pivot Table ở đây, thì mặc định Excel nó sắp xếp theo Alphabet, tức là từ ABC theo thứ tự chữ cái đấy, từ nhỏ đến lớn. Đấy. Thì bây giờ giả sử mình không muốn như này, ví dụ mình muốn đẩy cái ba cái sản phẩm 10, 11, 12 lên trên cơ. Thế các bạn giữ chuột trái các bạn kéo lên nhá. Đấy. Tức là từ 1 này thông đến 10, 11, 12, thông bên là đến 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, mình muốn sắp xếp theo thứ tự này cơ. Thì các bạn làm như sau nhé. Đầu tiên các bạn vào File này. Các bạn vào Option. Đấy, các bạn vào thẻ Advanced. Các bạn lăn xuống này. Các bạn tìm xuống sang cái General đây này. Xong các bạn tích vào cái chữ E, Discuss Custom List đây. Đấy, trong cái mục lưu list thì các bạn tích vào cái ô nhỏ đây này. Đấy, các bạn chọn lại là mình sẽ bôi đen theo cái thứ tự này. Tức là thứ tự tùy chọn của mình đây. Đấy, xong các bạn tích vào Import. Đấy, các bạn thấy không? Đây là thứ tự mà mình chọn. Nó phải như này cơ. Xong các bạn tích OK. Cái bước này vừa xong ấy, đấy là chính là mình cài đặt cái thứ tự mới trong Excel đấy. Ví dụ ở đây mình sắp xếp lại là từ A đến Z nhé. Quay trở lại mặc định nhé. Bây giờ để sử dụng cái thứ tự vừa xong ấy, thì các bạn làm như sau nhé. Các bạn vào Analyze này. Các bạn tích vào Option. Đấy. Xong các bạn vào cái tab Total and Filter đây. Xong các bạn tích vào cái User Custom List When Sorting. Đấy. Các bạn thấy chưa? Thì khi mình tích vào đấy thì ba cái này lại nhảy lên trên theo đúng cái thứ tự mà mình mong muốn. Thủ thuật thứ 14 là thay đổi bố cục. Ví dụ ở đây mình có hai cái trường là trường khu vực và sản phẩm đi. Bây giờ mình không muốn bố cục mặc định như này nữa thì các bạn làm như sau nha. Các bạn vào thẻ Design này. Xong các bạn vào chữ gì ạ? Report Layout. Đây. Có một số cái trường là như này. Ví dụ mình muốn chọn là cái layout, tức là cái bố cục mới, thì các bạn như này, các bạn tích vào show đây. Hoặc các bạn đổi là ví dụ show in outline form. Đấy, theo bố cục mới mà các bạn thích nhá. Thì tùy các bạn ạ, các bạn cứ tích, các bạn thích chọn cái bố cục nào. Ví dụ mình thấy cái bố cục này, layout này cũng khá là được đấy. Đấy, thì các bạn tùy chọn nhá. Thủ thuật thứ 15, lặp lại tất cả các nhãn của hạng mục. Đây, ví dụ ở đây các bạn chú ý nhá. Ở khu vực phía Bắc thì nó có từng này sản phẩm, nhưng mà ở đây nó trống thì bây mình muốn các cái ô trống này nó phải là khu vực Bắc, ở dưới này là phải khu vực Việt Nam. Thì các bạn làm như sau nhé, các bạn vào Design này, xong các bạn vào Report Layout, các bạn tích cho mình là Repeat All Item Label đây. Đấy, các bạn thấy chưa, ở đây nó sẽ hiện tất cả cho bạn là Bắc Nam ở đây. Đấy, nó sẽ không còn ô trống ở đây nữa. Thủ thuật thứ 16 là tắt
Guest Pivot Data. Đây, ví dụ giả sử mình có công thức là mình tham chiếu đến cái ô này. Đấy thì các bạn thấy chưa? Thì nó sẽ là Guest Pivot Data và nó sẽ gán là theo doanh thu này, khu vực này. Đấy, nó sẽ gán như thế này. Nó sẽ ra này và khi các bạn sort, ví dụ ở đây mình sort giảm dần. Đấy thì cái giá trị này nó không đổi bởi vì nó gán đến các cái điều kiện kia ở trên này rồi. Nhưng thực tế là mình muốn công thức này nó bằng cái ô C3 này cơ. Đấy, thì các bạn làm như thế nào nhé? Tức là mình sẽ tắt cái thằng Guest Pivot Data ra. Đấy, thì đầu tiên các bạn tích vào một ô bất kỳ trong cái pivot này. Các bạn tích vào Analyze. Đấy, các bạn vào Option. Tích vào cái mũi tên đây và các bạn tích vào cái này này. Bỏ chọn đi. Ở đây đang là chọn rồi. Thì các bạn tích vào đây một phát nữa thì nó sẽ bỏ đi. Và lúc này các bạn, ví dụ ở đây mình gắn bằng cái ô đây là bằng ô C4 đây chẳng hạn thế. Thì nó luôn luôn là bằng ô C4. Đây, ví dụ mình sort cái này theo tăng dần. Đấy, thì cái này nó cũng thay đổi theo. Đấy, nó luôn luôn bằng OC4 chứ không phải là bằng Guest Pivot Data như vừa xong nữa. Thủ thuật thứ 17 là ngăn chặn thay đổi độ rộng cột khi cập nhật. Đây, giả sử các bạn chú ý nhé, trong cái thằng khi mình pivot table ấy, ví dụ mình kéo cái ô này rộng ra quá mức cần thiết ấy, nếu khi các bạn refresh ấy, thì nó sẽ tự động nó co cái độ rộng cột này để phù hợp với dữ liệu của nó nhé. Nhưng bây giờ giả sử mình co ra nhưng mình không muốn nó tự động nó cập nhật như thế cơ, thì mình làm như nào? Đấy, thì đầu tiên các bạn tích vào một ô bất kỳ ở đây, xong các bạn vào Analyze, các bạn vào Option. Đấy, trong cái thẻ Layout and Format đây này, các bạn bỏ chọn Auto Fit đi. Đấy, các bạn bỏ chọn nhá, xong tích OK. Đấy, bây giờ mình làm lại nhá, ví dụ bây mình co độ rộng ra như này. Đấy, mình muốn nó rộng như này cơ. Đấy, bây mình refresh xem nó có mất không nhá. Các bạn refresh. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái độ rộng cột này nó không bị co lại. Đấy, mình muốn nó cố định cái độ rộng cột như này cơ. Đấy, OK. Thủ thuật thứ 18 là thêm trường được tính. Đây, giả sử chúng ta là có các doanh thu ở đây là theo tháng đây. Nhưng ví dụ mình muốn là doanh thu theo năm cơ, thì các bạn làm như sau nhé. Mình muốn thêm một cái cột là doanh thu theo năm, thì mình sẽ lấy là doanh thu theo từng tháng này, mình nhân 12 chẳng hạn thế đúng không? Thì các bạn tích vào ô bất kỳ trong cái pivot table này, xong các bạn vào thẻ Analyze. Đấy, các bạn vào gì ạ? Xong các bạn tích vào Field Item Set đây. Đấy, xong các bạn tích vào Calculate Field. Đấy, mình sẽ đặt là gì ạ? Ví dụ mình đây là doanh thu năm chẳng hạn thế. Tức là mình sẽ tạo một cái cột doanh thu năm ở đây. Và mình sẽ bằng cái gì? Bằng cái doanh thu này này. Insert. Xong các bạn nhân với 12. Đấy, xong các bạn tích S. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ hiện một cái doanh thu năm ở đây. Các bạn tích vào OK. Đấy, nó sẽ chèn cho các bạn một cái cột là doanh thu năm bằng doanh thu tháng ở đây này. Đây là theo từng tháng này. Nhân với 12. Thủ thuật thứ 19. Đây, giả sử ta có là doanh thu theo các tháng ở đây. Bây giờ mình muốn tạo cái biểu đồ đây thì các bạn vào như sau nha. Các bạn vào, các bạn tích vào ô bất kỳ trong cái dữ liệu pivot ở đây. Không, các bạn vào đây này, trong cái thẻ Analyze nó có cái là pivot chart đây. Các bạn tích vào đây. Đấy, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng tùy chọn là các cái kiểu đồ thị mà bạn mong muốn đây nhé. Đấy, thì ví dụ mình là theo hình cột đi ạ. Các bạn tích OK. Thì vì ở đây này cái doanh thu tháng 3 là quá lớn nhá. Ví dụ bây mình xóa cái doanh thu tháng 3 đi. Đây là dữ liệu mình làm lúc đầu đấy. Các bạn delete cái này đi. Đấy. Các bạn refresh nhá. Đấy, các bạn thấy không? Đây, ví dụ doanh thu là tháng 11, 12 này là lớn nhất. Còn các doanh thu này là rất là nhỏ. Đấy, chẳng hạn thế. Thì bây ví dụ mình thêm một cái trường khu vực vào đây nữa. Đấy, thì nó sẽ chia ra như Bắc Trung Nam như thế này. Để, tức là cái pivot chart đây này, cái đồ thị nó sẽ chạy theo cái dữ liệu mình sâu ở đây ra cho các bạn. Thủ thuật thứ 20 là thêm một slicer. Slicer nó chỉ có tác dụng từ cái phiên bản Excel 10 trở lên nhé. Nếu các bạn cái Excel 2007 chẳng hạn thì sẽ không dùng được đâu ạ. Đấy, mình tích vào một ô bất kỳ trong cái pivot table này, các bạn vào Analyze, không các bạn tích vào Insert Slicer. Đấy, nó sẽ hiện ra là các cái trường slicer cho các bạn. Ví dụ mình chọn là gì ạ? Mình chọn là khu vực này. Đấy, mình chọn là nhóm sản phẩm đi. Các bạn tích vào OK. Tức là nó sẽ tạo ra cho các bạn hai cái bảng là theo khu vực và nhóm sản phẩm. Ví dụ bây giờ các bạn chỉ quan tâm đến khu phía Bắc thôi. Đấy, thì nó dữ liệu đây nó chỉ là phía Bắc thôi. Các bạn tích thêm miền Nam nữa. Đây, các bạn muốn tích ví dụ hai cái khu vực thì các bạn tích vào cái ô này này. Đấy, xong các bạn tích vào miền Bắc, miền Nam. Đấy, thì các bạn bỏ miền Trung đi. Nhưng mình muốn lấy dữ liệu miền Bắc, miền Nam của nhóm thứ 10 thôi chẳng hạn. Thì các bạn tích vào nhóm 10 thôi. Đấy, nếu mình muốn tích một vài nhóm thì các bạn tích vào ô này nhé. Các bạn nhóm 12 hoặc là nhóm 16 nữa chẳng hạn thế. Đấy,
Đây là slicer. Bản chất slicer nó như là một cái filter ở đây, nhưng mà nó sẽ hữu dụng hơn rất nhiều so với mình chọn cái filter ở đây ạ. Rất là nhanh, các bạn chỉ cần tích chọn thôi nhé. Thủ thuật tiếp theo, thủ thuật số 21, thêm một timeline. Đấy, ví dụ ở đây giả sử mình thêm một cái timeline nhé. Đấy, các bạn tích vào ô bất kỳ ở đây, xong các bạn vào Analyze, các bạn Insert Timeline. Đấy, ở đây mình, timeline chính là cái trường thời gian của mình. Đấy, ở đây mình có là ngày, các bạn tích vào ngày thôi. Ok. Đấy, thì nó sẽ hiện cái timeline ở đây cho các bạn. Thì mặc định cái timeline đây nó đang chọn là tháng nhé. Thì các bạn có thể đổi thành year được. Đấy, hoặc là quý, hoặc là năm. Đấy, hoặc là tháng đây chẳng hạn thế. Tháng của từng năm. Đây, ví dụ mình chỉ chọn từ tháng 9 đến tháng 11 thôi. Đấy, các bạn thấy không? Từ tháng 9 đến tháng 11 thôi. Của Bắc Nam đây, ví dụ mình bỏ. Trong cái slicer này mình chọn hết đi. Đấy. Đây mình, đây là timeline. Ví dụ các bạn muốn lấy dữ liệu trong thời gian nào. Đấy. Rất là hay cho các bạn ạ. Các bạn giữ chuột trái các bạn kéo thôi. Ví dụ ở đây mình chọn là ngày đi ạ. Đấy, thì ngày thì rất là dài, nó có con trượt ở đây ạ. Đấy, các bạn muốn chọn một số ngày nào các bạn muốn cũng được ạ. Thì dữ liệu nó sẽ hiện ra đây cho các bạn. Thường thì mình chọn tháng đấy. Thì mình chọn các tháng ở đây. Đấy, ví dụ ở đây là quý 3 2013 này, của tháng 7, 8, 9 chẳng hạn thế. Thủ thuật tiếp theo là kết nối slicer hoặc là timeline tới nhiều pivot table. Trong trường này mình test cho các bạn, mình chỉ kết nối slicer thôi nhé. Đây, ví dụ mình delete đi. Các bạn remove timeline đi. Mình remove B, ví dụ mình chỉ chọn một cái timeline là khu vực thôi nhé. À, mình chỉ chọn một cái slicer là khu vực thôi nhé. Đây. Các bạn clear hết đi filter đi. Đấy. Mình clear all hết nhé. Đấy, như vậy dữ liệu của mình là chỉ có như thế này thôi. Bây giờ giả sử mình tạo một cái private table mới. Đây, ví dụ mình vào đây, các bạn vào insert này. Mình tạo một cái private table mới nhé. Trong cái existing worksheet, ví dụ mình chọn là worksheet 12 này. Đấy, mình tạo một cái table mới ở đây. Các bạn ok. Đấy, như vậy là mình sẽ trong cái sheet 12 này nhé, mình có hai cái table. Đấy, ví dụ trong cái table này mình chọn là, ở đây là theo khu vực đúng không ạ? Ví dụ ở đây mình theo là sản phẩm đi. Khu vực. Ở đây là vẫn là doanh thu chẳng hạn thế nhé. Đấy, thì các bạn chú ý nhé, khi các bạn tích vào miền Bắc, miền Trung, miền Nam ấy, thì nó chỉ có tác dụng trong cái table này thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó không có tác dụng trong cái table mình mới tạo. Vậy làm sao để mình tích vào cái table mới tạo thì cái này nó cũng nhảy theo. Đấy, các bạn hiểu ý không ạ? Tức là cái slicer này nó sẽ có tác dụng cho cả hai cái table này. Đấy, thì các bạn tích vào đây nhé, các bạn nháy chuột phải này. Các bạn vào gì ạ? Report collection này. Đấy, xong các bạn tích thêm một cái vào đây là private table 8 nữa. Đây, cái private table ở đây mới tạo ấy, là private table 8. Đấy, tức là mình tích hai chọn, hai cái chọn đây, tức là cái slicer này nó sẽ có tác dụng cho hai cái pivot table này. Đấy, các bạn ok. Bây giờ các bạn tích vào miền Bắc chẳng hạn thế. Đây, dữ liệu đây nó cũng sẽ nhảy ạ. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ nhảy theo. Thủ thuật thứ 23, lọc N hạng mục đầu. Đây, giả sử mình có danh sách ở đây là 12 sản phẩm doanh thu đây. Nhưng mình muốn là lọc theo ba cái sản phẩm mà có doanh thu cao nhất thôi. Thì các bạn làm như thế nào ạ? Đây, các bạn tích vào đây. Các bạn vào gì ạ? Value filter, các bạn chọn top 10 đây. Đấy, thì mặc định là top 10, nhưng ví dụ mình là chọn 5 thôi ạ. Tức là 5 sản phẩm sort theo doanh thu. Đấy, top. Đấy, như vậy nó sẽ lọc ra được là 5 sản phẩm này là sản phẩm 1, 2, 4, 5, 8 là có doanh thu cao nhất. Đấy. Hoặc các bạn có thể thay đổi, mình top bottom đây, mình không phải là top nữa mà bottom, tức là 5 sản phẩm có doanh thu thấp nhất. Đấy là 3, 7, 10, 11, 12 là 5 sản phẩm có doanh thu thấp nhất. Thủ thuật thứ 24 là thêm nhiều phép tính tổng phụ. Giả sử ở đây mình có dữ liệu là doanh thu của các vùng là Bắc, Trung, Nam và theo từng loại sản phẩm ở đây. Mặc định thì ở đây nó là doanh thu là tổng. Bây giờ giả sử mình muốn nó hiện cả cái doanh thu trung bình, doanh thu lớn nhất, doanh thu nhỏ nhất chẳng hạn. Thì các bạn làm như sau ạ. Trong cái ô, trong cái trường row này các bạn tích vào khu vực đây chẳng hạn. Các bạn chọn vào Field Setting. Đấy, xong các bạn chọn vào custom ở dưới đây. Đây thì mình chọn là sum này, cao average, max, min đây chẳng hạn thế. Các bạn tích ok. Đấy, thì các bạn thấy chưa, ở đây ví dụ nó tính tổng ở đây là 16, đây là 166.000 này, 420 chẳng hạn thế.
còn cao, tức là số lượng là có 1.959 hạng mục, trung bình là 84.9, đấy, max và min, đấy, tức là nó sẽ hiện nhiều cái trường thông tin hơn là so với mặc định là tập ở đây. Thủ thuật cuối cùng là hiển thị giá trị tùy trình. Giả sử ở đây mình có là doanh thu của 12 sản phẩm, đây là hiện tổng. Bây giờ mình không muốn hiện tổng nữa thì mình làm nào? Ví dụ các bạn nháy chuột phải vào đây. Đấy, các bạn chọn vào Show Value Add này. Thì mình chọn là gì ạ? Grand Total đi. Đấy, thì nó sẽ tính là tổng của 12 sản phẩm này, mỗi một sản phẩm là chiếm bao nhiêu phần trăm. Đấy, tổng ở đây là 100%. Thì cái sản phẩm 01 là chiếm 9,93%, sản phẩm 02 là chiếm 9,18% chẳng hạn đấy. Ok, như vậy là mình đã kết thúc 25 thủ thuật pivot table nâng cao trong Excel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ chia sẻ để mọi người cùng học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.